Dạ cô chào bác. Ừ chào con. Dạ bác có khỏe không bác? Bác khỏe. Cô Tuyết tới rồi đó. Thấy cháu và cô Tuyết đến sớm như vậy bác mừng lắm. Dạ con nghe hành tập đàn trở lại cô cũng mừng hơn nữa đó. Ừ cháu lên trước đi. Cô Tuyết đang trên phòng tập đàn với Hạnh đó. Dạ cô xin cháu phép lên bác. Đi chạy vô luôn đi. Hôm nay cô và anh Thụ đến thăm em. Nghe nói em muốn tập nhạc lại. Cô và anh Thụ mừng lắm. Dạ em chỉ sợ là sẽ làm cho mọi người thất vọng thôi. Sao lại thất vọng? Mình tập đến đâu thì hay đến đó. Mình đâu có áp lực thi thố gì đâu. Quan trọng là biết vượt qua chính mình là được. Cô và anh sẽ giúp cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em cảm ơn cô. Không có gì đâu. Thôi bây giờ mọi người ở đây tập nhạc. Bác xuống nói chị Hồng làm món gì ngon ngon. Để trưa nay cả nhà mình ăn cơm. Vậy để con phụ với mẹ. Không con phải ở đây. Để ba đại nhạc sĩ cần gì con phục vụ nghe. Dạ con sẵn sàng. Thôi để tạo cảm xúc cho không gian âm nhạc. Thụ em chơi một bài nào mà em thích đi. Dạ được. Cô Tuyết, cô hỏi Kha cái này được không? Dạ, dạ được cô ạ. Em nghe nhạc cổ điển lâu chưa? Dạ, cũng mới à cô. Vậy em thích nhạc sĩ nào nhất? À, cái này em cũng không để ý nữa. Em chỉ thích những bài nhạc nào mà Hạnh chơi thôi à. Hèn gì, lúc nãy khi Thụ chơi nhạc, em chỉ toàn nhìn Hạnh cười thôi. Thụ, thỉnh thoảng mà có thời gian cháu đến tập nhạc cho Hạnh giùm cho bác. Dạ cô biết rồi. Cô chỉ sợ là Hạnh không cho con vinh dự đó thôi. Anh nói vậy em giận đó nha. Trời ơi giận hờn gì. Hai đứa là cặp học trò mà cô hài lòng nhất đó. Ngày nào Hạnh còn chơi nhạc là cô mừng lắm. Hạnh muốn gì bọn cô cũng chịu hết. Thụ, em phải hiểu điều đó nghe. Dạ em biết mà. Mọi người á mà có chiều Hạnh như vậy á là nó hư đó. Mẹ. Mẹ cái gì? Con gái lớn rồi, lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ nữa. Mẹ này. Dạ chị, em chào chị ạ. Có gì không Thủy? Chú Hùng gửi chị bộ hồ sơ về khu công trình cao cấp để chị xem qua trước à. Lát nữa 9 giờ chúng ta sẽ xuống công trình với chú luôn nha chị. Ừ, chị biết rồi. Dạ. Chút nữa chị xuống dưới sảnh sẽ có xe đưa rước chị đi à. Cảm ơn Thủy nha. Dạ, không có gì đâu chị. Em chào chị. Dạ. Thank you.
Bà. Anh Hùng, chú có sao không chú? Không sao, không sao. Có sao không anh? Không sao, không sao. Dạ, chào sếp. À, công việc thế nào rồi? Tiến độ thi công bảo đảm chứ? Dạ, anh yên tâm. Anh em đang làm hết sức mình. Chắc chắn là sẽ kịp mà. Ờ, khẩn trương lên. Dạ. Để còn tiếp tục dự án Starlight. Đó mới là dấu ấn lịch sử của chúng ta. Dạ, bởi vậy em mới cố gắng kêu công nhân làm hết sức mình. Dạ. Làm đúng tiến độ, giám đốc sẽ thưởng lớn. Dạ, em biết rồi anh. Dạ. Thôi, tiếp tục làm việc đi. Dạ, cố gắng nha. Sếp. Chào sếp ạ. Anh Hùng, anh cẩn thận đó. Ờ, khiêng đống này qua chỗ khác giùm tôi. Thôi mình đi. Thôi, coi tình hình ở đây ổn thì qua sớm học với bên thiết kế. Chúng ta vào trong con nhanh quá hả? Anh Hùng coi thử coi có cần chỉnh sửa thêm cái gì không? Dạ, coi lại chỗ này hả? Dạ dạ em biết rồi. Vậy, con thấy Thôi. Được rồi. Dạ, bữa nay họp hành, tôi thấy ai cũng mệt hết rồi. Dạ. Cậu đưa hai cô này về rồi về nhà luôn. Không cần phải qua công ty để xe đâu. Ngày mai ghé từng nhà, rước từng người tới đây đón tôi đi làm luôn nha. Dạ, dạ. Thôi chú ơi, như vậy thì phiền chú lắm. Để tụi con đi xe về, rồi sáng mai tụi con tự đi làm luôn ạ. Em có thẻ taxi mà, lát ra đường em tự đón xe về. Giờ cũng trễ, anh Trường về sớm để nhà mong. Thôi, không có ý kiến nữa. Bây giờ ai thuận đường thì về trước nha. Dạ, cô Thủy thì gần nhất. Cháu xin đưa cô Thủy về trước rồi đưa chị Du về sau à. Vậy đưa cô Thủy về, quyết định về đi. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Ừ. Cô Du về nha. Dạ. Dạ, em chào anh. Dạ, chào chú. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn về chuyện gì vậy chị? Thì nhờ có em, Hạnh nó mới dần dần ổn định. Chị thấy nó tập nhạc, chị mừng lắm. Chị hy vọng nó sẽ vượt qua sự mất mát khủng khiếp này. Thật ra em cũng đâu giúp được gì nhiều cho Hạnh đâu chị. Theo em, người có vai trò quan trọng nhất trong việc giúp cho Hạnh hồi phục tinh thần đó là cậu Kha. Nếu không có cậu ấy, em nghĩ chưa chắc gì Hạnh đã vượt qua được giai đoạn này. Chị biết, tuy là không tiện nói ra, nhưng mà trong lòng chị mang ơn cậu Kha nhiều lắm. Em thấy Kha thật sự là một người tốt, nhưng có một điều em cứ lấn cấn mãi, không biết có tiện nói ra với chị hay là không. Em ngồi đi. Em, có gì em cứ nói đi. Chị em mình đã quen rất là lâu rồi, có gì mà không thể nói được. Em nói đi. Em thừa nhận cậu Kha cái gì cũng tốt, nhưng có một chuyện
Em cứ thắc mắc hoài. Thật ra em không tin rằng cậu ấy đơn thuần là một người yêu âm nhạc, là một fan hâm mộ âm nhạc của Hạnh. Em không rõ cảm giác của mình thế nào, nhưng em mơ hồ nhận ra thực tế cậu Kha không phải là một người yêu âm nhạc. Em... cái này thật sự em cũng không biết nói làm sao nữa. Thì có thể Kha nó thích con Hạnh qua vẻ bề ngoài như bao nhiêu người đàn ông khác, nhưng âm nhạc á là cái cớ để nó tiếp cận Hạnh. Giống chị em mình hồi xưa, như chị này chị đâu có biết nấu ăn, thế là chị nhờ người khác làm một chiếc bánh ngon, hoặc là nhờ người nào đó theo cái khăn tay để tặng người mình yêu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Em cũng hy vọng là như vậy. Nhưng mà dường như em còn có chuyện gì giấu chị đúng không? Có chuyện gì không em? Đúng. Em nghĩ cậu Kha không đơn thuần như chúng ta nghĩ đâu chị. Được rồi, để chị xem thử. Chị cũng cảm thấy ở Kha có những điều khó hiểu mà không hợp lý nữa. Ủa Dũng, con đi đâu vậy? À dì Hồng, con đi ra ngoài một chút. Dì Hồng ăn cơm cho mẹ con hả? Ừ. Mẹ con lại bệnh rồi, cho nên không xuống để ăn với mọi người được. Để con bưng lên cho. Sao hôm nay tốt quá vậy? Kể cảm tôi. Ơn con. Ờ, lên nói linh tinh đi rồi bị mẹ chửi nữa. Kìa mi, tối ngày bị chửi mà cứ thích choáng màn hình không à. Thôi. Muốn ăn tát hả? Dám không? Trời ơi, hai đứa này. Ờ, Dũng, thôi con mang lên đi, để thôi mẹ con chờ. Nè, bưng lên luôn đi. Mi này. Thôi con mang lên giùm gì. Còn mi nữa. Con nhỏ này, dì nói hoài rồi mà tại sao con lại không chịu nghe? Mỗi người nhường nhau một tiếng có chết không? Tại sao á cứ phải chọc tới nó hoài vậy? Chọc cái gì mà chọc, con chỉ nói sự thật thôi. Dì nói cho con nghe, ở trong nhà này người mà hay bị ông bà la mắng nhất là chồng của con đó. Con mang tiếng là vợ, không biết chia sẻ thông cảm với chồng thì thôi, cứ suốt ngày chọc cho nó tức lên. Vợ con như vậy á coi được đó hả? Thì ảnh như thế nào nên ba mẹ mới la chứ, gì thấy con Hạnh không, ba cưng quá trời à. Thì cũng biết là vậy, nhưng mà con làm như vậy thì thiệt là dở. Con phải ở bên cạnh chồng con, phải giúp đỡ chồng con chứ, con làm như vậy á con làm sao được. Ui kệ ảnh đi, thôi mình ăn cơm. Mi mẹ ăn cơm đi mẹ. Sao bữa nay lại đem cơm lên tận đây cho mẹ vậy? Thì lâu lâu con cũng phải chăm sóc cho mẹ chứ. Con ăn cơm chưa? Dạ chưa. Mẹ cảm ơn con nha. Mẹ ăn cơm đi, con xuống nha. Để đó đi. Dũng. Dạ. Con ngồi đây nói chuyện với mẹ một lát. Dạ. Công việc của con á, ở công ty dạo này thế nào? Cũng bình thường mẹ. Con nói mẹ nghe đi, đã xảy ra chuyện gì hả con? Dạ, thật ra con muốn hỏi mẹ một chuyện. Chuyện gì? Mẹ không được la con nghe. Được rồi, chuyện gì con nói đi. Mẹ thấy thằng Kha thế nào? Ý con là sao? Nghĩa là mẹ thấy nó có đáng tin không? Nhưng mà đáng tin trong chuyện gì chứ con? Thì mọi việc, việc nó lấy con Hạnh, việc nó đến nhà mình, rồi còn... Rồi gì nữa con? Dạ, nó... Đàn ông con trai á, có chuyện gì á, con phải nói lên chứ. Con phải hành động rõ ràng chứ đừng ngập ngừng lập lờ như vậy, mẹ không hiểu gì hết, con nói đi. Vừa rồi thằng Kha, nó giới thiệu vô công ty một người làm trợ lý đối ngoại cho ba.
Cô đó tên là Du. Thì sao? Cô ta cao ráo đẹp đẽ, có học thức, nhanh nhẹn còn rất khôn khéo nữa. Mẹ biết không, cô vừa vào công ty là trở thành ngôi sao ngay. Thì mẹ thấy tốt thôi chứ có gì đâu con. Vấn đề là tại sao nó lại giới thiệu cô ta vào vị trí đó. Mẹ gặp cô ta đi, rồi mẹ sẽ hiểu ý của con. Cô ta sắc sảo lắm. Dũng, con thấy đố kỵ với nó à? Không. Vậy thì con lo lắng cái gì? Khi có một người sắc sảo giỏi giang như vậy giúp đỡ cho ba con. Mẹ, mẹ nói cứ như con xấu xa lắm. Dĩ nhiên là con không bằng ai, nó giỏi kệ nó. Nhưng mẹ nghĩ đi, thằng Kha xuất thân là thợ sửa xe, so với gia đình mình nó là cái gì? Nếu không lợi dụng lấy được con Hạnh trong lúc con Hạnh bị tai nạn. Mà tại sao Hạnh bị như vậy mà nó vẫn khăng khăng lấy Hạnh cho bằng được, trong khi tụi nó quen nhau chưa được bao lâu? Thằng Kha là thợ sửa xe mà có con bạn là thạc sĩ du học ở Úc về. Khi không, nó đưa vào đỉnh kim làm gì? Mẹ, mẹ có biết ba đang nằm trong độ tuổi nào không? Hồi xuân đó mẹ, còn để ý dạo này ba rất ưu ái cô ta. Con thương mẹ, con lo cho gia đình mình nên con mới nói cho mẹ biết. Chứ nó có giỏi giang đến mấy thì cũng có làm gì được con. Dũng, sao con có thể nghĩ về ba con một cách xấu xa như vậy hả? Ba con ưu ái cô ta vì cô ta có năng lực, cô ta tài giỏi. Ba con cần phải hậu đãi trọng dụng người tài. Trước giờ con thấy ba con là người thế nào? Đãi đằng khách khứa hàng ngày, gặp bao nhiêu chân dài gái đẹp. Con thấy ba con sao? Cư xử với gia đình này như thế nào con phải biết điều đó chứ. Con biết, nhưng mà chuyện này nó khác mẹ. Dũng, mẹ không có muốn con bày đặt nghi ngờ kể lể chuyện này cho ai hết nghe không? Nhất là con Mi vợ con đó, cái miệng của nó không khép lại đâu. Nếu mà để tới tay thằng Kha thì nó rất là khó xử. Con biết rồi đó, tới tay ba con thì ổng nổi điên lên vì con đó. Mẹ, mẹ không tin con hả? Con chấm dứt chuyện này đi. Và coi như con chưa từng nói chuyện này cho mẹ nghe. Mẹ, con ra ngoài đi, cho mẹ nghỉ ngơi một lát. Cô chào mẹ. Chào con. Sao hôm nay con đi làm về trễ vậy? Dạ, bữa nay nhiều việc quá, mà khách lại hối cho nên con phải ở lại làm. Nhưng mà công việc lu bu, con còn mua sắm lỉnh kỉnh gì vậy con? Dạ, con mua ít đồ cho Hạnh ạ. Ừ, thôi con vô đi. Dạ. Mẹ. Con, nếu con cần gì thì con có nói Mi nó giúp cho. Đàn ông mà phải lo lắng đủ thứ sao cho xuể. Dạ. Mẹ, lại còn chăm chút mấy thứ này chi cho cực vậy hả con? Dạ đâu có gì đâu mẹ, chuyện nhỏ mà. Nếu mà con không gấp á thì con nán lại, mẹ có chuyện muốn nói với con nha. Dạ. Con ngồi đi. Dạ. Hôm nay á, mẹ có gặp một người bạn cũ. Nhà của bà ấy bên Phú Mỹ Hưng. Sắp tới bà đi định cư ở Mỹ nên rao bán căn biệt thự của bà. Mà giá cả thì mẹ thấy cũng được. Mà con biết không, căn biệt thự đó đẹp lắm. Dạ. Mẹ với Hạnh có đến chơi mấy lần. Mà Hạnh nó cũng rất là thích cái không khí thoáng đãng ở bên đó. Mẹ thấy là tụi con nên mua cái căn biệt thự đó.
Con cũng không biết nữa. Mẹ để con hỏi ý Hạnh nha mẹ. Hạnh á, từ nhỏ tới giờ nó không quan tâm mấy chuyện này đâu con. Con nên tự bàn bạc với ba mẹ rồi quyết định luôn cho nhanh. Không thôi người ta bán uổng lắm con. Nhưng con sợ con không đủ khả năng để mua biệt thự bên đó đâu mẹ. Mẹ đâu có nói con phải bỏ hết tiền ra mua đâu. Tụi con có đứng tên chủ quyền nhà rồi dọn về đó sống. Con chỉ bỏ ra khoảng 20% thôi. Còn 80% là ba mẹ sẽ giúp cho con. Rồi sau này tụi con làm ăn có, con gửi lại cho ba mẹ. Sao? Con thấy thế nào? Dạ, để con hỏi lại ý của Hạnh xem Hạnh có muốn ra sống riêng không. Trước đây Hạnh có nói là thích lên Đà Lạt. Nhưng con còn công việc làm ăn ở đây. Con định là khi nào dành dụm đủ tiền sẽ nhường lại gara ở đây cho em con. Con lên Đà Lạt mua một cái nhà vườn coi được một chút để ở. Và con cũng tiếp tục làm nghề xe ở đó. Đó là dự định của tụi con. Và lúc đó thì khả năng của con hoàn toàn có thể thu xếp được, để cho ba mẹ đỡ phải lo lắng. Còn nếu như vẫn phải ở lại Sài Gòn này thì con nghĩ để Hạnh ở lại cùng với gia đình sẽ tốt hơn cho cô ấy. Con nghĩ như vậy sao? Dạ. Nhiều khi con đi làm á, con biết ở nhà có mẹ, có dì Hồng, chị My, em Đức và mọi người, con cảm thấy rất yên tâm. Mà Hạnh thì cũng đỡ buồn, đỡ cô đơn. Đâu có gì bằng sống trong nhà mình với cha mẹ và những người thân của mình. Con thì con không ngại chuyện ở rể đâu. Vì con biết một mình con lo cho Hạnh làm sao bằng cả nhà cùng giúp con lo cho cô ấy. Nếu như cực chẳng đã ở xa thì mới ra riêng. Chứ còn ở đây thì con nghĩ sống như thế này là tốt cho Hạnh nhất. Trừ khi... Trừ khi thế nào con? Dạ, trừ khi gia đình không thích con sống ở đây nữa. Con nói gì mà lạ vậy? Nếu mà không thương tụi con á, ba mẹ tính chuyện giúp đỡ tụi con tạo dựng nhà cửa làm gì? Dạ, con hiểu. Con cảm ơn tấm lòng của ba mẹ. Nhưng nếu ba mẹ thương tụi con á, thì cứ cho tụi con ở đây được không ạ? Thôi được rồi. Con nói cái gì mà nghe thê thảm quá vậy? Thật sự có con ở đây đỡ đần trong nhà, mẹ càng thấy rõ sự vô dụng của thằng Dũng, thằng Đức. Con thì cũng đâu có giúp được gì nhiều đâu mẹ. Thôi, mẹ hiểu rồi. Bây giờ con lên với Hạnh đi. Nè, nếu mà con suy nghĩ lại về chuyện mẹ đã nói á, thì cứ bàn thêm với mẹ nha. Giúp được các con chuyện gì á, ba mẹ sẽ cố gắng hết sức. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn ba mẹ. Thôi con lên lầu đi. Dạ, con xin phép ạ. Làm em tưởng ai hết hồn à? Tưởng ai hả? Ai mà dám hôn em yêu của anh chứ? Em học chữ một mình vậy sao? Học chữ nổi này khó quá anh à. Thì cái gì mới cũng khó. Nhưng mà sao không chờ anh về giúp em? Em ở nhà suốt ngày rảnh rỗi, không tập nhạc thì cũng học chữ nổi. Như vậy để giết thời gian mà em cũng đỡ phải suy nghĩ lung tung. Sau này em cũng đọc được cái này cái kia. Anh đừng có lo cho em quá, em ổn mà. Anh không lo cho em thì lo cho ai?
anh. Em nghe thằng Dũng nó khoe công ty mình vừa tuyển được cái cô gì giỏi lắm anh hả? Cô gì? À, cái cô trợ lý gì gì đó. Có việc gì không? Mà trợ lý nào? Thì em hỏi cái cô trợ lý gì gì đó anh. À, cũng bình thường thôi. Bình thường á, mà sao em thấy nó khen nức nở vậy anh? Nó mà cũng biết khen người khác à. Khen hay ganh ghét hay là nói xấu sau lưng? Nó khen. Dĩ nhiên là khen không có thiện cảm. Thằng đó mà có thiện cảm gì với ai? Cô đó do thằng Kha giới thiệu hả anh? Ờ, nghe nói là bạn cũ của thằng Kha. Bạn như thế nào anh? Sao mà tôi biết được? Mà tôi cũng không có tiện hỏi nữa, chuyện riêng của người ta. Đẹp không? Cũng được, xinh xắn. Hơn con Hạnh nhà mình không anh? Mỗi người mỗi vẻ. Con Hạnh thì đẹp dịu dàng, còn cô Du thì sắc sảo, lanh lẹ. Anh nói làm em nghe tò mò quá. À, chắc có dịp anh phải cho em gặp. Sắp tới có buổi dạ tiệc từ thiện của tập đoàn Savi Group. Hôm đó có cô Du, Vũ, cô Thủy và cậu Kiệt cùng đi. Hôm đó em đi với tôi nghe. Dĩ nhiên là tôi sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau. Vậy à? Mà nếu có đi thì nhớ trang điểm kỹ nha. Dạo này thấy em xuống sắc dữ lắm rồi đó. Có vẻ mệt mỏi lắm. Anh chỉ nói vậy thôi. Chứ nếu so với em thời còn trẻ đó, thì cả Hạnh và Du không ai sánh được với em hết. Chị đẹp hơn lần gặp trước đó. Anh mà cứ nói mãi như thế, tôi tưởng thật đó. Không, tôi nói thật mà. Có phải vậy không cậu Vũ, cô Thủy, dạ. Cô Du, tôi nói có đúng không? Em không biết lần sau đẹp hơn lần trước là có đúng không. Vì đây là lần đầu em gặp chị. Nhưng mà anh Kiệt nói với em chị rất là đẹp. Em thấy đúng. À, xin giới thiệu, đây là Liên, vợ tôi. Còn đây là Du, trợ lý đối ngoại mới của công ty. Em chào chị. Chào cô. Nghe Dũng á, nó khen cô nhiều lắm. Anh Dũng nói sao chứ, em cũng có gì đặc biệt đâu mà khen, đúng không anh Kiệt? Nhưng mà Kha nó cũng nói rất nhiều về em nữa. À, vậy hả chị? Ừ. Hai người trước đây chắc là thân với nhau lắm phải không? À, không có đâu chị. Em với anh Kha cũng chỉ là bạn bình thường thôi. À, với lại cũng ít gặp nhau vì không cùng môi trường làm việc. Cho nên là nghe chị nói anh Kha nhắc nhiều về em cũng hơi bất ngờ đó. À, tôi hiểu rồi. À, thôi mình vào trong đi anh chị. Mời anh chị. À, đi anh. Vô em. Mình vô. Đi anh. Chào anh. Thôi mình vào trong. À dạ. Tôi về sớm,
Cậu cho xe đến trước cổng rước tôi đi. Dạ. Em ngồi đi, chờ cậu Trường lại rước. Em mệt hả? Không. Anh thấy em có vẻ xanh xao quá. Tôi không sao đâu. Em có nhiều lo nghĩ à? Lo thì chưa đến mức lo, nhưng mà tôi có nghĩ ngợi. Em nghĩ chuyện gì? Chuyện đời vớ vẩn đó mà. Tôi không đáng để cho em chia sẻ những suy nghĩ của mình phải không? Tôi đang nghĩ cuộc đời cuối cùng cũng chẳng có gì là vĩnh cửu. Em ví dụ coi. Tuổi trẻ đam mê mơ mộng, kể cả tình yêu ước hẹn thề nguyền. Sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện đó vậy? Có lẽ cái ngày mà tôi phải trả giá cho sự cố chấp của mình sắp đến rồi. Tôi không hiểu ý em. Rồi đến lúc ông sẽ hiểu. Và người bắt tôi trả giá có lẽ chính là ông đó. Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Phải, tôi thì toàn là nói những chuyện vớ vẩn thôi. Dạ thưa cô chú, xe con đậu ở ngoài trước, mời cô chú ra. À, alo. Dạ em nghe đây ạ. Tôi đây. Chiều nay cô rảnh chứ? Dạ em rảnh. Mà có chuyện gì không anh? Cô đang một mình hay là chung quanh cô có ai không? Alo. Tôi hỏi cô đang một mình hay chung quanh có ai không? Dạ em đang ở một mình thôi. Tối nay cô đi tiếp khách với thằng Dũng giúp tôi nha. Dạ. Dạ. Nhưng mà tiếp khách ở đâu hả anh? Chủ đầu tư từ ngoài Bắc vào. Bọn nhà thầu chính nó cũng ghê gớm lắm. Nó cũng tranh thủ dữ lắm. Cho nên là mình cũng phải góp mặt vô cho nó đàng hoàng. Chứ không thôi sau này thì mệt mỏi lắm chứ chẳng chơi đâu. Dạ. Ý anh là anh muốn em làm như thế nào? Cô chú ý, trong khi tiếp khách có một người tên là Phú. Thằng Dũng nó sẽ đưa cho cô một cái phong bì. Cô tìm cách làm sao kín đáo đưa cái phong bì đó cho ông ta. Nếu như ông ta nhận thì ok. Nè, chuyện này không phải dễ đâu nghe. Nên tôi mới nhờ tới người thông minh như cô. Mấy lần trước thằng Vũ với cô Thủy cũng tìm mọi cách tiếp cận riêng với tay này mà không được. Còn thằng Dũng thì thôi, khỏi phải bàn tới nó nữa. Nè, nhớ tuyệt đối kín đáo, khéo léo nghe chưa? Cô làm được không? Dạ, anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, nhớ cố gắng nha. Dạ, em biết rồi, chào anh. Em cũng không định biết. Định phải 8 kg phấn lên mặt thì sao? Mà giờ này còn chưa tới nữa không biết. Người ta đẹp, người ta có quyền. Ông ráng chờ một chút đi. Mình chờ thì được đó, nhưng mà vào trong đó trễ, họ là ai? Yên tâm, có gái đẹp đổi giận thành vui là chuyện bình thường. Đẹp đẽ gì? Diêm vua thì có. Thủy, 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 lại đây. Là phụ nữ với nhau, em nói một câu công bằng đi. Em thấy Du đẹp hay là Diêm vua? Chị Du á hả? Quái đẹp. Ừ, thấy chưa? Thì gớm. Ai thấy gớm vậy anh Dũng? Chị Du. Đáng lẽ chị Du phải đi thi hoa hậu, chứ em thấy làm đỉnh kim thật là phí á. Cũng phải cố gắng một chút vì lợi ích của công ty chứ. Nghe chưa ông? Thôi tỉnh lại đi, vô nhanh để khách chờ. Vào đi. Xin lỗi để mọi người đợi lâu. Chào em. Xin chào. Dạ, dạ. Chào. Chào anh. Chào các anh. Chào. Dạ, chào anh. Xin chào. Chào anh. Dạ. Chào anh. Xin chào. Em. Dạ. Em qua đây ngồi. Em ngồi đây nhé. Em qua đi. Dạ.
Đây, mời cô Du. Em cảm ơn. Mời anh. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đây, của cô đây. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Mời, mời. Xin mời. Dạ, dạ. Chúc sức khỏe mọi người. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Dạ, sức khỏe. Công ty của ông vào vòng chung kết hoa hậu để tuyển người hay sao? Mà toàn chim sa cá lặng không vậy? Chúng tôi có thể được biết nữ hoàng đêm nay từ đâu xuất hiện và sẽ dành cho chúng tôi những vinh dự gì đây? Dạ, xin phép được giới thiệu với các anh. Đây là cô Thái Du, trợ lý đối ngoại của Đỉnh Kim. Hôm nay cô Du đến đây cùng với nhóm của em là mong được làm quen. Sau này có cơ hội, xin các anh giúp đỡ và quan tâm cho. Chỉ cần một mình anh này giúp đỡ là được rồi, là em khỏi cần tới tụi anh nữa Du ơi. Dạ, vậy em xin phép gửi lời chào tới các anh. Em ngồi xuống đi, không có gì đâu, cứ gọi anh là anh Phú được rồi. À, vinh dự cho em quá. Em chào anh Phú. Anh Phú cứ gọi em là Du. Ừ? Thôi đông đủ rồi, mời anh hai tuyên bố khai tiệc cho mọi người vui vẻ. Thôi các chú đừng khách sáo, đây đâu phải hội nghị hội thảo gì đâu mà tuyên bố phát biểu hoài. Bây giờ tất cả cùng đứng lên. Dạ, mời anh. Miền Nam. Mời anh. Dạ, vô một cái. Dạ, vô. Dạ. Dạ. Vô. Hai, một, ba, hai, ba. Vô. Vô. Dạ, em xin mời. Cô Du à. Dạ. Tình hình hôm qua cô được gặp ông Phú thế nào rồi? Dạ, mọi chuyện theo đúng ý của sếp. Nghĩa là sao? Dạ, anh Phú đã chịu nhận phong bì và hứa sẽ hỗ trợ Đỉnh Kim của chúng ta hết sức mình. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô à? Dạ. Cô nói thật chứ? Em đâu dám nói dối sếp. Như vậy là tốt rồi. Chớ có vội mừng, lúc nào cũng hấp tấp bộp chộp, để chờ xem tình hình cụ thể nó như thế nào đã. Dạ. Thôi uống nước đi. À, cô chú ý, trong khi tiếp khách có một người tên là Phú. Thằng Dũng nó sẽ đưa cho cô một cái phong bì. Cô tìm cách làm sao kín đáo đưa cái phong bì đó cho ông ta. Nếu như ông ta nhận thì ok. Em yên tâm đi, anh biết phải làm gì mà. Nhất định anh sẽ làm cho người đẹp hài lòng. Nhưng mà người đẹp đừng có quên công của anh đó nha. Dạ em biết. Em xin thay mặt anh Hùng cảm ơn anh. Thôi, ơn nghĩa gì, anh chỉ biết có em thôi. Chuyện của ông Hùng hả? Không có em, chưa chắc anh đã quan tâm tới ông ta đâu. Dạ, anh cố gắng giúp em nha. Ok, người đẹp đừng lo.